Chào mừng cả nhà quay trở lại kênh bếp nhà Mina. Hôm nay thì Mina chia sẻ với cả nhà một cái công thức làm bánh biscotti với trái cây khô. Lúc đầu thì Mina nghĩ cũng khó lắm cả nhà, không biết làm sao ra, nhưng mà khi mình bắt tay mình làm rồi mình cảm thấy nó rất là dễ luôn á. Bánh thì mềm mại đưa trong miệng nhưng mà nó tan cả nhà, rồi khi mình cắn bánh mình ăn nó sực sực những cái vị trái cây khô ngon lắm luôn á. Bây giờ thì Mina xin mời cả nhà cùng vào bếp với Mina để làm món bánh này nha. Ở đây thì Mina có là 120g trái cây khô, mà Mina có 4 loại: xoài, mơ, nho khô và nam việt quất. Rồi Mina sẽ đem những cái loại trái cây khô này Mina cắt thành những miếng nhỏ. Cả nhà ơi, nhà mình có loại trái cây khô nào thì mình làm loại đó ha. Mình kiếm được loại nào thì mình làm loại đó ha. Không nhất thiết là làm giống như là trong công thức của Mina đâu. Nhưng mà số lượng thì cả nhà phải làm giống nha. Rồi ở đây mình có thêm là 50g hạt óc chó. Hạt óc chó thì mình cũng đem cắt nhỏ ra luôn. Bây giờ thì mình qua các phần bột nha cả nhà. Ở đây là mình có 120g bơ mềm, rồi dùng cái muỗng mình tán cho nó mịn ra. Ở đây là mình đang dùng loại bơ có muối nha cả nhà, nên mình không có cho thêm phần muối vô trong cái phần bột này. Còn bạn nào mà xài bơ mà không có muối thì mình cho thêm khoảng 1/3 muỗng cà phê muối vào. Tiếp đến là mình cho vào là 100g đường, rồi mình dùng cái muỗng á cả nhà, mình trộn cho đường hòa quyện vào trong bơ luôn nha. Tiếp đến là Mina cho 2 cái trứng, nhưng mà Mina chỉ cho vào mỗi lần một cái thôi. Rồi Mina trộn nó đều lên rồi xong Mina mới cho cái tiếp theo vào. Mình cho một lúc 2 cái trứng vào, mình trộn không có đều ấy cả nhà, thì bánh quy mình ra nó không có được ngon. Mina cho vào là 1 muỗng cà phê bột nở, 1 muỗng cà phê nước vani. Nước vani này mình cũng có thể thay thế bằng bột vani nha cả nhà. Tiếp đến là Mina cho vào là 160g bột mì đa dụng, rồi Mina cho hạt óc chó và tất cả các loại trái cây khô vào, rồi Mina trộn đều nó lên. Mình phải trộn nó thật là đều nha cả nhà. Mình trộn đều cho tất cả các nguyên liệu nó hòa quyện vào với nhau như thế này. Sau đó thì mình đã lấy cái phần bột này, mình đã chia nó làm hai phần. Và mình đã cho vào một cái khay nướng bánh đã có lót sẵn muối nướng cả nhà, rồi mình tán đều nó ra thành hai cái hình chữ nhật. Lúc này bột nó còn ướt cả nhà nên cũng hơi khó làm tí xíu. Cả nhà có thể là lấy cái muỗng á, mình nhúng vào bột hoặc là mình nhúng vô dầu ăn á thì nó trơn tru, nó dễ làm hơn một chút xíu. Trong cái lúc mà mình cho bột vô khay đó cả nhà, thì mình cũng nên làm nóng lò ở nhiệt độ là 180 độ C nha. Sau đó thì mình cho cái khay bánh vào trong lò nướng 20 phút. Sau 20 phút thì mình lấy ra và để cho bánh nó nguội khoảng nửa tiếng đồng hồ. Rồi mình sẽ cắt bánh ra từng miếng. Ở đây thì mình đã cắt nó hơi xéo như thế này đây cả nhà. Còn cả nhà mình không thích cắt nó xéo thì mình có thể cắt ngang nha.
cắt ngang thì cái bánh hơi nhánh tí xíu. Sau khi cắt xong thì Mina cũng lật mặt những cái miếng bánh này lại, lật ngửa cái mặt nó ra đó cả nhà. Sau khi mình lật xong rồi thì mình đưa nó lại vào lò, mình nướng thêm 10 phút nữa nha cả nhà. Nướng cho hai cái mặt bánh nó hơi vàng á, thì bánh nó sẽ giòn giòn, nó ngon, nó đẹp nữa. Bây giờ bánh của Mina đã nướng xong rồi cả nhà. Cầm một miếng bánh đưa lên miệng ăn, rồi kế bên mình có một cái ly trà nóng nữa cả nhà. Ngon lắm luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, ai coi video của Mina có thích thì nhớ cho Mina một like nha. Còn ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký giùm mình nha. Ủng hộ cho mình nha, để chia sẻ với cả nhà thêm nhiều công thức. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Bye bye.